Xin chào tất cả các mẹ. Ngày hôm nay thì mẹ Môn sẽ chia sẻ với các mẹ một món cháo dành cho các bé ăn dặm, đó là món cháo cua với rau mùng tơi và mướp hương nha. Trong cua thì rất là giàu đạm ấy, giúp các bé tăng cân tốt, và với rau mùng tơi thì rất là mát, có tính giải nhiệt, giúp nhuận tràng và đặc biệt tốt cho các bé mà bị táo bón. Nấu cùng với lại mướp hương thì sẽ làm cho cháo có vị ngọt mát, rất là thích hợp để cho các bé sử dụng vào trong mùa hè. Để thực hiện món cháo này thì mẹ Môn đã chuẩn bị một con cua đã luộc sẵn, một vài lá rau mồng tơi, một khúc mướp hương bé, một củ hành tím. Cháo thì mình đã nấu sẵn bằng nồi nấu cháo chậm và dầu ăn cho bé nha. Bây giờ thì mình sẽ đi bóc thịt cua và bằm nhuyễn hành tím, bằm nhuyễn mướp hương và rau mùng tơi nha các mẹ. Đây là phần thịt cua mà mình đã bóc được. Bây giờ mình sẽ lấy một lượng vừa đủ cho một bữa cháo của bé để đi bằm nhỏ. Còn phần còn lại thì mình sẽ chia thành hộp nhỏ để trữ đông để cho bé ăn vào các bữa sau nha. Đây là phần rau mùng tơi và mướp cùng với lại hành tím mà mình đã băm nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ bắt nồi lên bếp để nấu cháo nha các mẹ. Mình đã cho nồi lên bếp và bây giờ mình sẽ cho một thìa canh dầu ăn vào nồi. Mình cho hành tím vào. Mình cho hành tím vào và đảo đều để cho hành tím hơi vàng. Mình sẽ cho thịt cua vào để cháo nha các mẹ. Mình sẽ cho vào một ít nước để không bị bén nồi. Sau đó mình sẽ cho cháo vào nha các mẹ. Mình sẽ ra giảm thêm nước trong quá trình mà đun cháo. Cho nước vào thì các mẹ dầm nhuyễn cháo để cháo không bị bón cục nha. Với các bé trên 1 tuổi thì các mẹ có thể nêm gia vị, còn với các bé dưới 1 tuổi thì các mẹ không nên nêm thêm gia vị nha. Đợi cháo sôi lên thì mình sẽ cho rau mùng tơi. Cháo sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho rau mùng tơi vào. Mình sẽ đảo đều cho đến khi rau mùng tơi vừa chín thì mình sẽ cho mướp hương vào nha. Khi cháo sôi thì mình sẽ cho mướp hương vào nha các mẹ. Mình sẽ tiếp tục đun sôi cháo trong khoảng 3 phút nữa là mướp hương cũng vừa chín nha các mẹ, là mình có thể tắt bếp và cho cháo ra đĩa để bé thưởng thức rồi.
giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho cháo ra đĩa nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cháo cua rau mùng tơi với mốc hương rất là bổ dưỡng và thanh mát rồi đây các mẹ. Và chúc các mẹ thành công với món cháo này nhé. Xin chào và hẹn gặp các mẹ ở những video tiếp theo nhé.